Em xin chào các anh chị huynh trưởng cùng toàn thể các em thiếu nhi. Một năm học vừa kết thúc để có thể kiểm tra lại những kiến thức mà các em đã gặt hái được trong năm vừa qua, cũng như tại một sân chơi bổ ích và lành mạnh cho các em. Các anh chị huynh trưởng đã cùng nhau tổ chức một chương trình thi đấu vui với chủ đề Đường lên nước trời. Và sau đây chị xin mời các em cùng với các anh chị đi xem các đội đã ôn được tới đâu rồi nhé. Rồi anh xin chào tất cả các em. Anh có thể phỏng vấn các em một vài câu hỏi được không? Rồi, các em đến từ chi đoàn nào đây? Tên thắng của đội các em là gì? Tên thắng của đội chúng em là Anna, nghĩa là hiền lành. Một cái tên rất là dễ thương và phù hợp với lứa tuổi của các em ha. Vậy thì trong cái đợt thi này các em có muốn giành được giải nhất trong cuộc thi không? Dạ có. Vậy các em đã học và ôn tập xong hết chưa? Dạ rồi. Rồi anh chúc cho các em sẽ đạt được cái thành tích cao nhất trong cuộc thi đố vui giáo lý năm nay nha. Rồi anh xin chào các em. Chị xin chào tất cả các em ha. Chúng em xin chào các anh chị. Cho chị hỏi là đội này tên gì nè? Em tên là Do An. Do An hả? Các bạn đã lấy tên là Do An thì các bạn có thể tự giới thiệu về tên đội của mình cho chị nghe được không? Kính thưa các anh chị, em xin được thuyết trình bản tên của đội em. Em xin được giới thiệu, đội em thuộc chi đoàn Gấu Ba Nam, tên đội là Do An Tại Giả, có nghĩa là Thiên Chúa biểu lộ tình thương. Đội em gồm có 5 thành viên. Em tên là Ngô Thành Tâm, em là đội trưởng. Dạ, em là Nguyễn Văn Tâm. Em là Lê Nguyễn Đắc Tuân. Em tên là Du Xe Đinh Bá Sang. Em tên là Phê-rô Phùng Nguyễn Thành Đạt. Bản tên của đội em được lấy hình ảnh logo của game show Đường lên nước trời, với mong muốn các anh chị ngành nghệ sĩ và ngành thiếu ủng hộ nhiệt tình cho chương trình này để các em chuẩn bị cho game show Đường lên nước trời. Qua đó chúng em có thêm tinh thần để cố gắng chinh phục. Sau cùng em xin được cảm ơn các anh chị trong ban điều hành đã tổ chức cho chúng em một sân chơi bổ ích để chúng em được học hỏi giáo lý và lời Chúa và được ôn lại những gì chúng em đã được học. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu ban cho các anh chị sức khỏe và lòng nhiệt thành để các anh chị yêu chu toàn tốt bổn phận Chúa trao. Wow, đội của chúng ta có một tên đội rất là ý nghĩa và có một sự đầu tư rất là công phu. Chị chúc cho các bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong kỳ thi sắp tới nhé. Chúng em xin cảm ơn. Rồi anh chị xin chào đội. Dạ vui. Các em trong đội các em có bạn nào nhận được quà không? Dạ có. Em được hạng mấy? Em được hạng. Vậy là chắc các em đã chuẩn bị rất là kỹ cho chương trình thi đấu vui giáo lý sắp tới rồi đúng không? Dạ. Rồi vậy bây giờ các em có thể giới thiệu về tên đội của mình cho các anh chị cùng nghe được không nè? Dạ. Đội của chúng em tên là đội Gabriel Chi đàn ấu ba nữ. Đội em gồm 5 thành viên. Em tên là Teresa Trần Mỹ Tiên. Em tên là Daria Ngô Ca Đạo Quyên. Em tên là Paolo Teresa Nguyễn Đồng Tùng Vi. Em tên là Anna Nguyễn Tâm Thi. Em tên là Teresa Phạm Thị Nhi. Học vừa qua, chúng em đã được dì và các anh chị dạy cho những bài học hay và bổ ích để chúng em có thể hiểu rõ về Chúa hơn. Đời chúng em đến đây với tinh thần quyết chiến, quyết thắng. Wow, tinh thần lớn quá ha. Vậy các em có quyết tâm giành được giải nhất trong cuộc thi năm nay không? Dạ có. Rồi vậy các em cùng thể hiện cái sự quyết tâm nó cùng với anh chị ha. Nào. Rồi bây giờ 1 2 3 Gabriel chiến thắng. Rồi, anh xin cảm ơn tất cả các em. Chúc các em đạt được thành tích cao trong cuộc thi sắp tới. Rồi, anh chào các em. Rồi, anh xin chào các em. Anh xin chào tất cả các em. Em xin chào anh chị. Chị thấy là tên đội của
của đội mình rất là lấp lánh ha. Vậy bạn có thể nói sơ qua về ý nghĩa tên đội của mình được không? Thánh Đạo Minh Sergio sinh ngày 2 tháng 4 năm 1842. Thánh Đạo Minh Sergio từ nhỏ đã luôn vâng phục Chúa, luôn được đẹp lòng Chúa. Ngài luôn muốn đón rước Chúa vào mình từ còn nhỏ. Ngài sống theo 4 tiêu chí do Ngài đặt ra: siêng năng tham dự thánh lễ, thánh hóa các ngày lễ trọng. Chúa Giêsu và mẹ Maria là bạn thân nhất của tôi thà chết chứ không phạm tội. Để thể hiện khí thế cho cuộc thi sắp tới thì chị mời các bạn cùng hô to khẩu hiệu tên đội của mình được không? Dạ được. Rồi, hô đây nè. Đáng minh xem video. Bác ái. Chào các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Chúng em chào anh. Các bạn là đội thi đến từ lớp nào đây? Chúng em từ lớp 2 nữ. Rồi bây giờ anh muốn nghe các bạn giới thiệu sơ về tên thánh cũng như là khẩu hiệu của các bạn nè. Chúng em đặt tên thánh là Brigitta vì bà thánh Brigitta là một người hóa phụ sống trong nghèo khó, và bà luôn giúp đỡ mọi người và được Thiên Chúa ban nhiều đặc ân trên bà. Đặc biệt bà nuôi 8 đứa con nên người thánh thiện, vì thế chúng em chọn tên thánh là Brigitta. Wow, các em thật là giỏi khi mà có thể nhớ được tất cả những sự kiện của một vị thánh. Và bây giờ anh thấy ở đây có một cái bảng tên đồ rất là đẹp này. Các bạn có thể nói sơ qua ý nghĩa của những cái hình ảnh trên bảng tên này được không? Bảng tên đồ của em là Rikita, cùng với 5 bàn tay. Màu cam cho sự quyết tâm trong cố gắng. Màu trắng cho sự hòa bình. Màu xanh cho sự quyết tâm trong hy vọng. Màu đỏ là sự quyết tâm cho yêu mến. Còn màu vàng là sự quyết tâm cho vui vẻ. Và anh xin cảm ơn tất cả các em. Vậy thì với sự quyết tâm và lòng yêu mến của mình, anh cũng cầu chúc cho các em sẽ đạt được kết quả cao nhất trong cuộc thi năm nay. Rồi, anh xin chào tất cả các em và hẹn gặp lại. Anh chị xin chào tất cả các bạn ha. Dạ, chào các bạn. Mình có một cái tên đội rất là đặc biệt ha. Vậy thì chị, các bạn có thể nói cho chị sơ về cái tên đội của mình như thế nào không? Đội em tên là đội Andre. Khẩu hiệu của đội em là nhiệt thành, đến từ ở Quảng Nam. Em tên là Yuxia Phạm Anh Đức. Em tên là Yuxia Lại Đức Nguyên. Em tên là Hero Ngô Chí Luân. Bây giờ các bạn cùng thể hiện sự quyết tâm với các anh chị nhé. Dạ. 1, 2, 3. Yeah. Vậy là chúng ta đã cùng điểm qua 6 đội thi trong cuộc thi ngày thứ 3 sắp tới. Anh xin được mời gọi tất cả các em thiếu nhi cùng đến và cổ vũ cho 6 đội chơi thuộc phân đoàn ấu trong ngày thứ 3, ngày 26 tháng 7 tới đây. Và để lời cuối cùng, xin các em cùng thể hiện sự quyết tâm trong cuộc thi của mình. Xin các bạn cùng đặt tay vô giữa với anh. 1, 2, 3. Yeah. Hẹn gặp lại.